Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Everton với Chelsea 23 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8 năm 2022, vòng 1 ngoại hạng Anh. Vào cuối tuần này, Chelsea sẽ có chuyến hành quân tới làm khách của Everton trong khuôn khổ vòng đấu mở màn ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23. Với đẳng cấp vượt trội, hoàn toàn dễ hiểu khi Chelsea được giới nhà cái đánh giá cao cho khả năng giành chiến thắng. Mặc dù vậy, có khá nhiều lý do để tin rằng The Blues sẽ không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Thống kê đã chỉ rằng Everton là đối thủ vô cùng khó chịu đối với Chelsea. Sau 10 cuộc chạm trán gần nhất, Chelsea đã chỉ thắng được Everton vỏn vẹn 3 trận. Cần biết, trận thua 1-0 tại Goodison Park ở mùa giải trước đã là thất bại thứ tư liên tiếp mà Chelsea phải hứng chịu khi đến làm khách của Everton. Tính rộng ra, sư tử thành London đã chỉ thắng 1/8 lần gần nhất viếng thăm xào huyệt của đội bóng thành phố cảng. Đây rõ ràng là thông tin đủ khiến những cổ động viên lạc quan nhất của Chelsea cũng phải cảm thấy chột dạ. Sự lo lắng dành cho Mason Mount và các đồng đội càng trở nên lớn hơn nếu nhìn vào màn trình diễn của họ trong giai đoạn tiền mùa giải. Trong chuyến du đấu tại Mỹ, Chelsea sau 3 lần ra sân đã thắng 1 và thua 2 trận, bao gồm thất bại trên loạt sút luân lưu trước Sheffield FC và thất bại muối mặt 4-0 gỡ trước người hàng xóm Arsenal. Dù đã kịp thời sốc lại tinh thần bằng 2 chiến thắng khá thuyết phục trước Udinese 1-3 và 0-2, nhưng nhìn chung thì đoàn quân của Thomas Tuchel lúc này vẫn đang cho thấy một sức ý khá lớn. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình vượt trội, đặc biệt là những tân binh chất lượng, với kèo châu xa Chelsea chấp 0.75, anh em nên cân nhắc kèo trên. Chốt kèo châu Á, Chelsea chấp 0.75 full time. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Everton đã bán đi ngôi sao sáng giá nhất của mình là Richarlison. Sự ra đi của chân sút người Brazil chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ sức tấn công của Everton. Tuy nhiên, nỗi lo dành cho hàng công của Everton đã tạm thời được giải quyết bằng 2 thắng lợi 2-4 trước Blackpool và 3-0 trước Dynamo Kiev. Bên phía đối diện, dù mang về hai tân binh chất lượng là Raheem Sterling và Kalidou Koulibaly, nhưng khó có thể nói rằng đội ngũ chuyển nhượng của Chelsea đã hoạt động hiệu quả khi họ liên tục để mất các mục tiêu vào tay Barcelona, Rafinha, Jules Scout. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Thomas Tuchel lại tỏ ra e dè và bi quan về cơ hội cạnh tranh danh hiệu của Chelsea ở mùa giải năm nay. Nên nhớ, đánh bại Everton tại Goodison Park chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với Chelsea, ngay cả khi đạt trạng thái sung mãn nhất. Tuy nhiên, đẳng cấp cũng như sở hữu những hảo thủ chất lượng, ở kèo châu Âu anh em cũng nên cân nhắc đội khách. Chốt kèo châu Âu, Chelsea thắng. Sau 5 lần gần nhất làm khách tại Goodison Park, Chelsea đã chỉ thu về đúng 1 điểm, đồng thời cũng chỉ có duy nhất 1 lần chọc thủng lưới của Everton. Đáng lưu ý, 4/5 trận này đã khép lại với tối đa 2 bàn thắng. Nhiều khả năng, 90 phút sắp tới sẽ diễn ra chặt chẽ và khan hiếm bàn thắng, bởi Everton có lẽ sẽ lựa chọn lối chơi rình rập, trong khi bài toán về hàng công của Chelsea vẫn chưa có lời giải đáp. Với kèo tài xỉu 2.5, anh em nên cân nhắc cửa xỉu. Trước kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Chốt kèo châu Á, Chelsea chấp 0.75 full time. Kèo châu Âu, Chelsea thắng. Kèo tài xỉu 2.5 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Everton 0, Chelsea 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.